Chào cả nhà nha. Cả nhà, sáng mình cũng đi mua được nửa ký cua nè cả nhà. Cua nhỏ nhỏ không à. Nó còn sống nhưng mà nãy giờ mình đặt nước đá mình để vô nè. Để cho nó xỉu rồi đặng mình dễ mà nó chứ để nó kẹp mình bị kẹp vậy cho nên giờ mình cũng sợ rồi. Cái em chủ bán anh ấy là về đặt nước đá bỏ vô ngâm chút đi cho nó xỉu đi rồi mình hả mà. Đây thì đuôi heo nè, nó cũng cục cục không dễ thương á. Mình không nấu gà heo mà mình nấu đuôi heo. Ở đây mình cũng có huyết nữa nè. Ở đây mình có bún nè, có đậu hũ nè, giá nè, có thịt nè. Thịt với trứng nạn hơi để mình làm chả cua. Ở đây có hai trái cà chua nè, có hộp cục nấu gia vị bún riêu nè, có rau muống nè, có quế nè. Món rau muống là cả nhà lát mình bào, mình ra vườn nhà mình bẻ bắp chuối thôi để mình bào mình ăn chung. Chỉ có giá với rau muống bắp chuối hai ba thứ gì thôi. Giờ mời cả nhà cùng vào bếp với mình nha. Anh xỉu hết rồi, mở đá giờ anh xỉu hết trơn. Con nhỏ nhỏ mà sáng không có cua bự, rồi còn có nhiêu rồi mình mua hết luôn có nửa ký. Cua này thì nó cũng không có gặt gì mấy, nó nhỏ quá. Vì mặn khỏe nè, chứ hả trước vào mặn nó cứ kẹp không. Bây giờ mình cũng gặt cua xong, mấy cái này nó nhỏ nhỏ rồi nó cũng không có gặt nhiều nữa, mình không có lấy luôn đó nha. Bây giờ mình cho muỗng muối vô để mình rửa cua cho nó sạch. Văng vô rồi. Bây giờ mình cũng rửa cua xong rồi, mình đi vô mình xay cái nhà, mình xay cua. Bây giờ mình cho cua vô cái cối này để mình đi xay. Chứ đâm lâu lắm nó nhà, có ngày mình nắng. Mình xay hai lần. Cho vô đây muỗng muối. Bây giờ mình cũng xay cua xong rồi, mình cho ra cái gai này để mình lượt. Cây này thì nó nhuyễn lắm, nhanh đâm lâu. Giờ mình lựa cũng còn sát thôi nè. Bây giờ mình cũng cho cua vô trong cái nồi này để mình đi nấu. Chừa lại cái cặn nè, nó có cặn. Cái nồi cua lên bếp này để mình nấu ít như vậy thôi, mình vớt cái thịt cua ra rồi mình nó đổ nước cho mình nấu nữa. Thịt cua này nó cũng sôi nó nổi lên nè, mình vớt cua vì mà cũng thật quá trời luôn nha, cho nó gáo. Vậy chứ cũng một gỗ được được vừa cái luôn á cả nhà. Cua đó, cua để đi cho nó ngáo nước. Bây giờ mình cho nước vô để mình nấu. Mình cho đuôi heo vô để mình ớt. Rửa mình cũng trụng sơ. Hành tím phi nè. Đây nè. Cho nửa muỗng bột ngọt. Một muỗng hạt nêm. Chút mắm. Một muỗng đường. Mình trộn lên. Cho thấm gia vị 5-1 phút đi, mình bỏ vô nấu. Bây giờ mình cho cái đuôi heo vô luôn. Ớt nãy giờ cũng 5-1 phút rồi. Vậy giờ mình làm chả cua nha. Mình cho cua vô trong cái tô này. Cũng được bao nhiêu, nhiều lắm. Mình cho thịt vô. Thịt này thì mình mua tới 20 ngàn, mình làm con nửa thôi. Gốc hành lá nè. Mình cho vô một muỗng đường, nửa muỗng hạt nêm, tại vì nãy trong cua mình có để muối xíu hành phi, tiêu,
ba cái trứng nè. Cho vô đây. Mình chừa lại cái chồng đỏ để nó mình quết lên mặt á. Chồng đỏ thôi. Còn hai trứng này thì mình cho hết luôn. Bây giờ mình quậy đều lên. Mình đánh đều trứng, thịt, chua nè. Giờ cái sửng này là nãy mình đựng cua nè. Mình cho qua đây để mình hấp. Giờ mình cũng đựng nhiều rồi, mình đi hấp. Đưa ra để mình hấp cua. Để cua rồi mình hấp. Hấp lại mình tầm 10 phút rồi. Mình cho trứng vô. Rồi giờ ngoài vườn nhà mình cũng còn bắp chuối á cả nhà. Mình ra mình chọc để mình vô mình bạo mình ăn với bún riêu. Ở đây mình cũng có bắp chuối nè. Ở đây mình chọc có bắp chuối nè. Tắt này vô để mình ăn bún riêu. Hôm nay cũng chín rồi. Rồi, mình hái được nhiêu tắc rồi. Với có bắp chuối nè. Giờ mình sắc bắp chuối với mình bầu rau muống luôn nè. Mình cho vô đây mình hái muống. Rồi mình cũng cho vô mấy trái tắc để cho nó trắng à. Chuối nè. Mình thuê tính đi kiếm thêm hai, mình tính đi ấy thêm một bắp nữa mà mình thấy ăn bắp vừa đủ ăn. Cua này của mình nó cũng chín rồi. Giờ đây là trứng nè. Mình cho vô miếng xíu dầu điều. Muỗng muỗng dầu điều. Bây giờ mình quậy đều á. Cho lên cái trứng. Chả cho nó đẹp. Nắp lại tầm 5 phút nữa là được rồi. Bây giờ mình nãy mình còn khát nước mình cũng cho vô miếng nước nữa. Giờ đây mình cũng có cái cục gia vị nấu bún riêu nè, mình cho vô. Giờ cái gì nó cũng sướng hết rồi. Nấu bún riêu cũng có hết. Bốn cục cho hết rồi. Bây giờ chả cua mình hấp nãy giờ cũng tầm 5 phút nữa rồi, nó cũng chín rồi đó. Ngon đó nè. Bây giờ mình cũng bắt cái chảo lên để mình xào cà. Muỗng dầu điều. Ta phổ vô. Phổ nó cũng vàng rồi mình cho cà vô. Đây, mình xào cà như vậy nó cũng được rồi. Muối. Nửa muỗng bột ngọt nhỏ. Cục đường phèn. Thì mình cho quyết luôn. Rồi mình cũng cho cà nữa. Bây giờ mình cũng cho đậu hũ luôn. Vì là nếm nếm này vừa ăn là được rồi.
giờ bún riêu của mình, cái nồi bún riêu của mình nó cũng chín nè, mình cho gốc hành ra. Bây giờ mình múc ra ăn được rồi cả nhà. Giờ mình cũng trộn được hai tô bún rồi. Giờ mình múc bún ra cả nhà. Đây là luôn. Dằn và đe luôn. Mình cho vô miếng hạt tiêu. Chào cả nhà nha. Chào ông bà cô chú. Cả nhà ơi, mình nấu bún riêu cũng xong rồi, giờ mày cả nhà ăn bún riêu với hai mẹ con nha. Mà ông bà cô chú không bún riêu. Trời chuyển mưa rồi, sập tối rồi cả nhà. Ở đây mình cũng có cái chén mắm tôm nè. Giờ mình cho ớt vô, mình tắt vô. Mình cho ớt vô để mình chấm. Tại nãy mình nấu cái một cục gia vị bún riêu rồi, cho nên mình không có để mắm tôm vô bún riêu nữa. Giờ mình nặn vô đây mình chấm mình ăn. Mình cho rau vô. Nó muốn mùi nồng mà. Mùi nồng dữ không em. À, chuối. Giá. Rau quế. Không có rau ăn hả? Không. Không có rau tại. Rồi giờ mình nặn tắt vô đây, chua chua ăn mới ngon. Để chanh vô nó sữa bọt luôn. Một chén luôn. Bữa nào làm bún đậu mắm tôm ăn nữa. Bữa hổm ăn mắm niêm và mắm tôm. Mùi thơm lắm nha mẹ. Mắm tôm người ta làm, ở người ta làm ăn bún đậu mắm tôm. Người ta để tỏi phi đều vô nữa thơm lắm. Chả khô nữa cả nhà, mình lấy ra mấy miếng ăn còn nhiều ghê. Mà cả nhà muốn riêu nha, trời chuyển mưa rồi tới khu luôn. Mình ăn kịp không? Có chua gì không? Chả cua, mà cả nhà không miếng chả cua nha. Chả cua ngon người béo. Chọn mắm niêm, chọn mắm tôm. Mình thì dễ lắm, cái gì mình ăn cũng được chứ cả nhà. Nãy mình nấu cục bún riêu vậy được rồi, chứ mình để vô nữa cái mùi thì khó ăn quá vậy con. Mình nói không ăn, mình để riêu mình ăn mình. Cả ngày này ăn bún riêu luôn. Rau gì quá nó ngọt. Mình lấy chả cua thì mình ăn. Cả nhà có cái đó chia lại mà. À, cả nhà ơi, trời mưa rồi cho nên là mình ăn cũng chưa có xong nữa, lỡ dở rồi. À, giờ dọn cả nhà. À, hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Bye bye. Bye bà cô chú.